Đây là Honda Civic bản G 2020, màu đen, chạy 25.000 km. Hôm nay thì Duy giới thiệu đến các chị chiếc xe này. Chạy 25.000 nên chất xe là rất là đẹp luôn nha anh chị. Đây ạ, ghế lái Duy quay cận cảnh cho các anh chị cùng xem. Ghế lái còn rất là đẹp luôn. Vô lăng xe đây ạ, nó tiêu chuẩn 25.000 nha anh chị. Tất cả đều đẹp nguyên bản theo xe. Có lắp camera hành trình, phim cách nhiệt và lót sàn 5D. Xe này thì anh chị lấy về cũng không cần làm gì thêm cả. Trần thì vẫn là trần zin ạ. Phần ngoại thất là rất là liền lạc, không trầy xước chỗ nào luôn nha anh chị. Phía sau thì chúng ta có đuôi lướt gió nè, có cảm biến lùi. Lớp dự phòng thì cũng chưa lăn, 4 lớp theo xe, còn rất là dày luôn. Đây, lớp sơn rất là bóng bẩy luôn anh chị. Civic G 2020 chạy 25.000. Bên Duy hiện đang chào bán là 705 triệu, còn hơn lượng á. Các anh chị quan tâm liên hệ với Duy nhé, Duy sẽ báo giá tốt hơn rất là nhiều á. Đặc biệt là các anh chị mà đến xem xe thực tế thì sẽ còn linh động hơn nha anh chị. Xem xe tại Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương, ngay cổng chào Bình Dương, cách ngã tư thì Bình Phước chỉ 1 km thôi. Bên Duy còn rất là nhiều xe đẹp luôn ạ. Đây, rất là nhiều xe, tất cả xe bên Duy bán ra là đều cam kết không lỗi, chuẩn ô tô, không quay tua. Duy xin cảm ơn và chào tạm biệt ạ.